sự ủng hộ của tất cả quý vị. Và bây giờ thì xin mời thí sinh tiếp theo. Xin chào tất cả quý vị khán giả, em tên là Lê Kim Xuân, hiện đang là giáo viên mầm non. Em đang rất là run, rất mong được sự cổ vũ của tất cả các anh chị ở đây. Xin cảm ơn. Không những bạn được sự cổ vũ của mọi người đang có mặt tại đây mà khán giả đang theo dõi qua truyền hình cũng cổ vũ cho cả ba thí sinh. Ba thí sinh của chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên có tên gọi Ai Mua Tài Thế. Ở vòng thi này các bạn sẽ cùng trải qua một thử thách. Trong vòng 2 phút đồng hồ, các bạn hãy bước vào siêu thị của chúng tôi mua sắm thật nhanh và sao cho trong đúng phạm vi 1 triệu đồng. Nếu đúng trong phạm vi này thì các bạn sẽ được nhận nguyên xe quà. Chúng tôi chấp nhận sai số cộng trừ 5%. Và nếu như bạn nào có mức sai số thấp nhất, bạn đó sẽ là người chiến thắng. Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng là 800 điểm và giành quyền bước vào vòng 2 của chương trình. Hai người còn lại sẽ nhận giải thưởng mỗi người là 500 điểm. Luật chơi đã rõ, bây giờ chúng ta hãy cùng thử xem siêu thị may mắn hàng hóa phong phú như thế nào nào. Nồi Fortune kim hằng được sản xuất bằng nhôm tinh chất, nắp kín chịu nhiệt không vỡ, xử lý bề mặt đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểu dáng hiện đại, tay nắm rời mới lạ, độc đáo tiện dụng. Sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao 11 năm liền. Kim hằng, bạn của người nội trợ. Kềm nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng. Đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Nệm cao su thông hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên, theo công nghệ hiện đại của Đức, độ nén nệm đàn hồi cao, thông thoáng mát mẻ khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 7 năm. Thuốc cảm viên Ameflu, sản xuất trên công nghệ Hoa Kỳ, điều trị các triệu chứng trong cảm cúm như hạ sốt, giảm đau, giảm ho, sổ mũi, chống nghẹt mũi. Có 3 loại Ameflu 3 ngày bổ sung vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, Ameflu 3 ngày không gây buồn ngủ và Ameflu ban đêm giúp ngủ ngon. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm OPV. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Mật ong Việt Honey là sản phẩm uy tín tại Việt Nam, đảm bảo 100% nguyên chất. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Sử dụng mật ong Việt Honey thường xuyên sẽ giúp da bạn hồng hào tươi trẻ, phục hồi sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng nhau cổ vũ cho ba thí sinh để họ cùng mua sắm trong vòng 2 phút đồng hồ nào. 1, 2, 3, bắt đầu! Hãy xách theo giỏ và chọn hàng bỏ vào trong giỏ. Đầy giỏ thì trong thùng xe. Kiểm tra kỹ xe hàng của mình xem có cần cho thêm vào hay bỏ bớt gì không. Lúc này chúng ta có thể cộng nhầm các giá tiền lại xem nào. Thời gian đã sắp hết. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và hết giờ. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng nhau tính tiền cho các thí sinh. Với chiếc máy tính tiền mà công ty Lý Phú Vinh đã cung cấp cho chương trình thì chúng ta sẽ tính rất nhanh thôi. Đầu tiên là xe hàng của bạn Nguyên. Hình như tôi thấy bạn mua hơi ít. Để thử xem bạn mua những gì nào. 4 gói mì đệ nhất mì da của Vina Ice Cook 12.000 đồng. 4 sữa chua Doji có đường 12.000 đồng. 1 pate gan của Tuyền Ký 9.700 đồng. 1 vỉ hấp inox 37.000 đồng. 1 dầu ăn Vinoy 24.500 đồng. 1 chảo của Nhôminox Kim Hằng 112.000 đồng. 2 gối cao su Vạn Thành 462.000 đồng. Hình như tôi thấy hơi ít, chỗ này chỉ khoảng 600 mấy à. Thử xe nhá. Tổng số tiền mà bạn đã sử dụng là 669.200 đồng. Quá ít, như vậy là bạn chưa nhận được xe quà này rồi. Và bây giờ sẽ là xe hàng của Việt Quang, xem chàng ca sĩ này đã mua những gì nào. 3 hộp sữa Classmate tốt cho trí não 240.000 đồng. 3 chai mật ong Việt Honey 93.000 đồng. 1 chai nước hoa xe hơi Sara của dạng đông SPK 80.000 đồng. 2 vớ full air stocking 300.000 đồng. 1 hộp sữa bột XO của Nam Giang 245.000 đồng. 1 vỉ nướng của Nhôminox Kim Hằng 125.000 đồng. Quang có thời gian để mà đi siêu thị không Quang? Hầu như là tuần nào cũng đi. Tuần nào cũng có thời gian đi. Tại vì thật sự thì vì Quang không có thời gian. Nhưng mà mấy người chị cứ nói chứ đưa tiền đây em mua cho. Cho nên là không phải vì Quang đi chung cho nó vui. Thì thường thường đi là ngày Chủ Nhật. Chắc cũng có nhiều kinh nghiệm đúng không? Sáng nay đi siêu thị chưa?
sáng nay chủ nhật này hôm qua đi ăn sinh nhật cho nên là dậy trễ nên không có thời gian, rồi dậy một cái là thầy nhớ tới bữa nay là phải đi tham gia cái chương trình siêu thị may mắn cho nên là phải đi lên đây trước và bỏ một bữa không sao. Vậy là thay vì đi siêu thị thông thường thì hôm nay đã đi siêu thị may mắn đúng không? Dạ, cái nào cũng là siêu thị hết mà. Và bây giờ chúng ta hãy xem tổng số tiền mà Việt Quang đã sử dụng. 1.083.000. Như vậy là Quang chưa nhận được xe hàng này rồi, bị lố mất 33.000. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền cho bạn Kim Xuân, xem bạn đã mua những gì nào. 4 hộp sữa tươi Doji 12.000 đồng, 4 chai dầu thực vật Vina Oil 98.000 đồng, 1 gói mì đệ nhất mì da của Vina IC Cook 3.000 đồng, 1 sữa bột XO của Nam Giang 245.000 đồng, 1 nồi lẩu của Nhôminox Kim Hằng 180.000 đồng, 2 gối cao su Vạn Thành 462.000 đồng. Bạn nhắm chừng chỗ này có đủ số cho phép để bạn có thể nhận được xe quà không? Em hy vọng. Mình thấy nhầm nhầm cũng có vẻ đấy. Và chúng ta hãy thử xem nào, tổng số tiền mà bạn Xuân dùng là 1.000.000 đồng. Wow, thật tuyệt vời. Bạn đã mua đúng trong phạm vi 1.000.000 đồng. Và như vậy thì nguyên xe quà này đã thuộc về bạn. Sau phần thi này thì trong 3 người chỉ có một mình bạn Kim Xuân là đã mua đúng trong phạm vi cho phép và rất xuất sắc, đúng trong 1.000.000 đồng. Và chính vì vậy xe hàng này đã thuộc về bạn. Bạn cũng là người chiến thắng, sẽ có mặt trong vòng 2 của chương trình và bạn nhận giải thưởng là 800 điểm. Còn Việt Quang và bạn Nguyên thì đều mua vượt phạm vi cho phép. Như vậy thì các bạn sẽ nhận được số điểm là 500 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần trò chơi dành cho khán giả truyền hình và xem tuần vừa rồi ai là người may mắn để giữ phần quà của chương trình siêu thị may mắn đây. Ngay bây giờ sẽ là phần công bố đáp án và kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Bánh gan là một loại bánh rất đặc biệt của Việt Nam và ở trong đó có 3 loại sản phẩm mà có thể gọi là tiêu biểu cho những sản phẩm nông nghiệp truyền thống, đó là trứng vịt, dừa và đường. Và gia vị để tạo ra mùi vị cho bánh gan đó là một loại gia vị rất quen thuộc nhưng lại ít khi được sử dụng trong bánh ngọt, đó chính là đại hồi. Đây là điểm đặc biệt của bánh gan. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bấm phím ngẫu nhiên để tìm ra người may mắn trong tuần vừa qua. Trong tuần qua đã có 2.880 lượt khán giả tham gia trả lời câu hỏi, trong đó có 1.441 lượt khán giả có câu trả lời chính xác. Và ai sẽ là người may mắn trong tuần vừa rồi đây? Xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0168607 4980 đã gọi về vào lúc 20:30 ngày 2 tháng 3. Xin được chúc mừng vị khán giả may mắn đã nhận được giải thưởng rất hấp dẫn của chương trình siêu thị may mắn lên tới 5.000.000 đồng. Còn tuần này thì sao? Những giải thưởng cũng cực kỳ hấp dẫn đấy, tôi đảm bảo là như vậy. Và trước tiên đó là một giải thưởng từ công ty nệm Vạn Thành trao tặng. Và có được giải thưởng này thì vô cùng đơn giản thôi, hãy gọi điện về cho chúng tôi để trả lời câu hỏi của tuần này. Và như lúc nãy tôi đã nói, câu hỏi của tuần này liên quan tới lễ hội Xích Lô. Theo bạn, lễ hội Xích Lô lần đầu tiên được tổ chức trong năm 2007 và ngày 3 tháng 6 đã được tổ chức tại địa điểm nào sau đây? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là thành phố Hồ Chí Minh, đáp án số 2 là Hà Nội và đáp án số 3 là thành phố Huế. Các bạn chọn đáp án nào đây? Nhớ chỉ một mà thôi. Và dĩ nhiên đừng quên số điện thoại của chúng tôi, đó là 1900 1757. Hãy làm theo hướng dẫn của tổng đài hoặc nhắn tin vào số 8340 với nội dung tin nhắn là STMM khoảng cách X, trong đó X tương ứng với đáp án 1, 2 hoặc 3 ở câu hỏi của chương trình. Đừng bỏ lỡ cơ hội để sở hữu phần quà rất hấp dẫn của chương trình nhé. Và bên cạnh phần thưởng mà công ty nệm Vạn Thành trao tặng, chúng ta còn có giải thưởng trị giá 2.000.000 đồng là phiếu mua hàng tại các siêu thị của hệ thống thế giới di động.com. Chúng ta có thể tìm mua các loại laptop cũng như những loại điện thoại di động đời mới nhất và những phụ kiện của nó nữa. Đừng bỏ lỡ cơ hội để sở hữu những phần quà cực kỳ hấp dẫn này. Nào, hãy nhanh lên gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 2 của cuộc thi. Và cùng với bạn Kim Sơn đã chiến thắng trong vòng thi trước thì bây giờ chúng ta sẽ tìm ra hai thí sinh mới. Xin mời quý vị cùng theo dõi lên màn hình. Xin chúc mừng thí sinh có logo của công ty nệm Vạn Thành.
Và người thứ hai là ai? Chúng ta cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có logo đề nhất mì da của Vina AC Cook. Xin mời các thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với hai thí sinh mới ở vòng thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Chào khán giả, chào anh Quốc Bình, em tên là Đăng Quỳnh, hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em rất may mắn đã đến tham dự chương trình Siêu thị may mắn. Xin quý khán giả hãy cổ vũ cho em và các bạn cùng chơi. Và xin mời chị. Tôi tên là Trung Thị Hoàng Cương, tôi hiện đang công tác tại công ty du lịch Minh Khôi. Xin quý vị ủng hộ cho ba người chơi của chúng tôi. Ba bạn thân mến, trong vòng thi này thì ba bạn sẽ có thêm những người thân để hỗ trợ. Các bạn sẽ lên trên sân khấu kia và mang một cặp kính rất đặc biệt của chương trình Siêu thị may mắn. Còn những người hỗ trợ cho các bạn sẽ ở phía dưới này làm nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đó là mô tả về một sản phẩm mà Siêu thị may mắn đưa ra để cho các bạn đoán xem đó là sản phẩm gì. Nếu các bạn đoán đúng, các bạn sẽ ghi được điểm. Và sau những lượt đoán như vậy, bạn nào có số điểm lớn hơn, bạn đó sẽ giành quyền chiến thắng bước vào vòng sau của chương trình. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng bước về sân khấu và chuẩn bị giới thiệu về những người hỗ trợ của mình. Xin mời. Bây giờ thì xin mời các thí sinh hãy giới thiệu về những người hỗ trợ cho mình. Xin mời các bạn. Dạ, và người đi hỗ trợ cho em ngày hôm nay là một người bạn rất là thân của em. Và ông xã của em là anh Phạm Thế Anh, hiện đang làm công an ở quận 9 à. Xin. Và xin mời bạn Quỳnh. Hôm nay người hỗ trợ cho em là bạn trai của em, hiện là đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hồ Chí Minh. Và xin mời chị Cương. Người hỗ trợ cho em đó là chị Trung Thiện Hoàng Hà, hiện là công ty du lịch. Xin chào ba người hỗ trợ cho các thí sinh. Các bạn sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Bây giờ thì các thí sinh của chúng ta sẽ được mang một cặp kính rất đặc biệt của Siêu thị may mắn. Và các bạn ở dưới này sẽ có nhiệm vụ chọn một món đồ mà Siêu thị may mắn đưa ra. Sau đó các bạn sẽ mô tả về món đồ đó. Các bạn nhớ là không được dùng từ lóng, tiếng nước ngoài hay bất kỳ một từ nào có trên bao bì của sản phẩm. Các bạn chỉ có thể mô tả về kích thước, hình dạng, màu sắc, công dụng hay các lý tính, hóa tính của sản phẩm thôi. Các bạn nhớ chưa ạ? Và bây giờ thì xin mời ba người chơi sẽ mang những cặp kính đặc biệt vào nào. Và đây sẽ là những sản phẩm mà chúng tôi đưa ra để các bạn có thể gợi ý cho các thí sinh. Các bạn có thể lựa chọn một trong những sản phẩm này để giới thiệu nhé. Và bây giờ thì xin mời người hỗ trợ cho bạn Xuân sẽ là người lựa chọn những sản phẩm để giới thiệu. Xin mời bạn. Bạn cầm một chiếc và mang trở về vị trí của mình. Cái gì dùng để gối đầu? Dầu gối đầu. Cái dùng để gối đầu, gối đầu. Nệm vạn, gối hơi vạn thành. Gối ngủ cao su thiên nhiên vạn thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức, khử mùi hoàn toàn, không bị xẹp lún, phù hợp với người lớn tuổi và trẻ em. Bạn thân mến, như vậy là bạn đã phạm quy rồi. Bởi vì cái gì dùng để gối đầu thì dĩ nhiên là cái gối dùng để gối đầu, bạn đã phạm quy. Như vậy thì bạn Xuân chưa có được điểm nào cả. Và bây giờ thì xin mời người thứ hai, bạn hãy lựa chọn một trong những món đồ này. Cơ ý làm sao để cho người chơi có thể đoán ra đó là sản phẩm gì của thương hiệu nào bạn nhé. Cái gì khi mà mình chiên xào, mình dùng để chiên xào? Chảo của Kim Hằng. Chảo của Kim Hằng. Xin chúc mừng đã có câu trả lời chính xác. Chảo không dính Quantum Kim Hằng được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất, phủ chống dính bằng Quantum 3 lớp công nghệ của Hoa Kỳ, có khả năng chịu nhiệt cao, giúp hạn chế dầu mỡ, phù hợp với người ăn kiêng. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Và bây giờ thì xin mời chị Cương chuẩn bị nhé. Hãy nghe những lời gợi ý dành cho chị. Xin mời Cương đón lại nha. Cái gì để làm cho cái ngón tay và cái móng tay của mình, những cái móng tay của mình cắt cho nó đẹp mà nó sạch sẽ? Kim Nghĩa.
kềm nghĩa. Chính xác. Kềm nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Như vậy thì chị Cương và bạn Quỳnh đã đều có câu trả lời chính xác. Chúng ta hãy xem thử ở đây còn sản phẩm gì mà các bạn chưa lựa chọn để giới thiệu nào. Đây là nước thơm xả bồn cầu của dạng đông SPK. Nước thơm xả bồn cầu Sunplus, sản phẩm lần đầu được sản xuất tại Việt Nam. Công dụng tỏa hương thơm, làm sạch và chống bám bẩn, cho nhà vệ sinh sạch sẽ, thơm mát suốt từ 4 đến 6 tuần. Sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, rạng đông SPK, hương sắc cho cuộc sống. Như vậy là sau những lượt lựa chọn để gợi ý thì bạn Quỳnh và chị Cương đang có số điểm bằng nhau. Bây giờ thì xin mời các thí sinh của chúng ta cùng bỏ những cặp kính ra nào. Và ai là người chiến thắng, chúng ta sẽ phải dùng đến việc rút thăm may mắn. Trên tay tôi lúc này là những lá thăm may mắn. Và người hỗ trợ cho bạn Quỳnh và chị Cương sẽ là hai người rút thăm, tìm xem ai sẽ là người chiến thắng. Xin mời hai bạn, mỗi người chọn một lá thăm. Lá thăm nào có số lớn hơn thì lá thăm đó sẽ quyết định người chiến thắng. Nào bây giờ xin mời bạn, bạn của bạn Quỳnh hãy cho chúng tôi biết số thăm là bao nhiêu đây. Số 3. Bạn Quỳnh đang rất hồi hộp. Còn chị Cương thì sao nhỉ? Xin mời chị hãy cho biết số thăm. Số 1. Như vậy bạn Quỳnh là người chiến thắng. Xin chúc mừng bạn Quỳnh. Chúng ta sẽ cùng trao giải thưởng cho các thí sinh. Sau vòng thi này, các thí sinh của chúng ta đã nhận được giải thưởng như sau. Chị Cương đã có số điểm là 500 điểm. Bạn Xuân có tổng số điểm qua 2 vòng chơi là 1.300 điểm. Và bạn Quỳnh là người may mắn chiến thắng ở vòng thi này. Bạn có 800 điểm và giành quyền bước vào vòng sau của chương trình. Xin được chúc mừng. Khán giả thân mến, quý vị đã có đáp án cho mình hay chưa? Chắc là rồi đúng không nào? Và quý vị đã gọi về cho chúng tôi hay chưa? Chắc là cũng rồi. Nhưng quý vị có chắc rằng mình sẽ là người may mắn không? Điều này thì không ai dám chắc đúng không? Chỉ có một cách để chúng ta có thể thêm hy vọng, đó là càng gọi nhiều, càng nhắn tin nhiều, cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Bởi vì chúng tôi sẽ chọn ra người may mắn bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên trên máy vi tính trong tổng số tất cả những cuộc gọi cũng như tin nhắn trả lời chính xác câu hỏi của chương trình. Và ngay bây giờ tôi sẽ nhắc lại câu hỏi một lần nữa nhé. Câu hỏi đó là, theo bạn, lễ hội Xích Lô trong năm 2007 được tổ chức vào ngày 3 tháng 6 đã được diễn ra ở địa phương nào sau đây? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là ở thành phố Hồ Chí Minh, đáp án số 2 là ở thủ đô Hà Nội và đáp án số 3 là ở thành phố Huế. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi và hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1757, làm theo hướng dẫn của tổng đài hoặc nhắn tin vào số 8340. Càng gọi nhiều, càng nhắn nhiều, cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Và quý vị biết không, giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. Bên cạnh phần thưởng do công ty Niệm Vạn Thành trao tặng thì chúng ta còn có một giải thưởng lúc này lên tới trị giá là 3 triệu đồng. Phiếu mua hàng tại tôi sẽ đổi nhá, không tiếc. Còn bạn Tư thì bạn có muốn đổi không? Bạn cũng muốn đổi, bạn muốn đổi sang xe nào? Rồi, bạn muốn đổi sang xe của bạn này. Rồi, xin mời. Xin mời bạn Quỳnh lấy sang bên này đứng thử xem nào. Bây giờ thử, bây giờ sẽ không là không đổi nữa này. Và bây giờ thử xem nào. Đúng hay không? Logo của Vạn Thành. Như vậy là chưa chính xác rồi. Khăn Minh Tỷ Viêm Nang, thuốc trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang, được sản xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, hiệu quả điều trị cao, không gây buồn ngủ. Sản phẩm từng đạt huy chương vàng và danh hiệu dược phẩm an toàn vì chất lượng cuộc sống do công ty dược phẩm Khăn Minh sản xuất và phân phối. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Như vậy bạn Quỳnh vẫn chưa có sự lựa chọn chính xác. Và bạn Tư thì sao nhỉ? Chắc chắn cũng chưa chính xác rồi, bởi vì chiếc xe của bạn Quỳnh đánh nhẽ phải đặt logo này. Và hãy cho chúng tôi biết ở đằng sau xe này là logo gì nào. Logo của thực phẩm Tuyền Ký. Thực phẩm đóng hộp Tuyền Ký với các loại heo, bò, gà, cá, trái cây, chọn lọc từ nguyên liệu tươi chất lượng tại nơi nuôi trồng.
Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000, nhiều năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt danh hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2007. Như vậy là bạn cũng chưa có sự lựa chọn đúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những logo còn lại. Và logo cuối cùng, đây là logo mà các bạn chưa lựa chọn đúng, logo của công ty nệm Vạn Thành. Nệm lò xo Vạn Thành, nguyên liệu thép, khung lò xo bằng hợp kim, nhập từ Anh Quốc. Độ đàn hồi cao, áo bọc nệm được thiết kế sắc sảo, sang trọng. Cảm giác thoải mái, êm ái khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành từ 5 đến 7 năm. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu hết 6 logo của 6 xe hàng. Lúc này thì bạn Tư và bạn Quỳnh đang có số điểm bằng nhau. Vì vậy chúng ta sẽ phải tìm ra người bước vào vòng đặc biệt bằng cách là rút thăm may mắn. Trên mỗi xe hàng của chúng tôi đều có một lá thăm may mắn. Các bạn hãy chọn lựa và xem bạn nào có lá thăm lớn hơn, và đó sẽ là người bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Xin mời các bạn. Ở phía đầu xe có một lá thăm may mắn. Xin mời các bạn hãy lựa chọn đi ạ. Một trong 6 xe. Lúc này quyền lựa chọn của các bạn nào, thật nhanh. Bạn lựa rồi, bạn có muốn thay đổi không? Không thay đổi, xin mời bạn hãy giữ nguyên. Còn Quỳnh có muốn thay đổi không? Cũng không luôn. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng tiến về phía trước. Bây giờ hai bạn đang rất hồi hộp, không biết là bạn nào sẽ giành quyền bước vào vòng đặc biệt đây. Bây giờ Tư hãy thử khám phá lá thăm của mình trước xem nào. Wow, lá thăm của bạn là thăm số 6. Như vậy còn lá thăm của bạn Quỳnh là số 2 rồi. Như vậy thì bạn Tư là người chiến thắng bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Xin chúc mừng. Sau vòng thi này thì các thí sinh đã nhận được những giải thưởng như sau. Chị Loan đã có số điểm là 500 điểm. Bạn Quỳnh, tổng số điểm của bạn sau các vòng chơi là 1.300 điểm. Và bạn Tư là người may mắn đã chiến thắng ở vòng thi này. Bạn có giải thưởng là 1.000 điểm. Và bạn giành quyền bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Xin chúc mừng bạn. Khán giả thân mến, như vậy là thời lượng dành cho chương trình siêu thị may mắn tuần này chuẩn bị kết thúc rồi. Tôi chỉ còn một cơ hội để nhắc lại câu hỏi dành cho quý vị thôi. Quý vị hãy lắng nghe, đừng bỏ lỡ nhé. Câu hỏi đó là, theo bạn, lễ hội Xích Lô được tổ chức vào ngày 3 tháng 6 năm 2007 ở địa phương nào sau đây? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là ở thành phố Hồ Chí Minh. Đáp án số 2 là ở thủ đô Hà Nội. Và đáp án số 3 là ở thành phố Huế. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi. Và số điện thoại của chúng tôi đang chờ đợi tất cả các cuộc gọi của các bạn. Đó là 1900 1757. Các bạn hãy làm theo hướng dẫn của tổng đài hoặc nhắn tin vào số 8340 để trả lời câu hỏi của chương trình nhé. Và chúng ta sẽ có cơ hội để sở hữu những phần quà cực kỳ đặc biệt của chương trình. Bên cạnh giải thưởng mà công ty Nệm Vạn Thành trao tặng thì chúng ta còn có giải thưởng trị giá 5 triệu đồng là phiếu mua hàng tại các siêu thị của hệ thống Thế Giới Di Động.com. Ở nơi đây chúng ta có thể tìm mua các loại laptop cũng như những loại điện thoại di động đời mới nhất, cùng những loại phụ kiện nữa, rất nhiều hàng hóa phong phú và cho chúng ta tha hồ lựa chọn. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những giải thưởng hấp dẫn của chương trình siêu thị may mắn. Và chúng tôi sẽ tìm ra người chiến thắng bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên trên máy vi tính trong tổng số những cuộc gọi cũng như những tin nhắn có câu trả lời chính xác. Vì vậy, càng gọi nhiều, càng nhắn tin nhiều, cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Nào, hãy tiếp tục gọi về cho chúng tôi từ giờ cho tới 24 giờ tối thứ ba tuần sau. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và hòa vào những giai điệu thật tươi vui để chào đón người đã có mặt trong vòng đặc biệt của chương trình siêu thị may mắn, đó là bạn Tư. Cô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thanh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùng. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn, nghe bao hoa tươi trong tim đỡ trên nụ cười. Siêu thị may mắn. Ôi hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thanh thản khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùng.
Ai ai nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim đỡ trên nụ cười. Ai ai nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim đỡ trên nụ cười. Xin đi may mắn. Xin cảm ơn những chàng trai của nhóm K6 đã mang lại cho chúng ta những giai điệu thật tươi vui. Bạn Tư thân mến, đằng sau lưng chúng ta có 6 ô cửa. Trong 6 ô cửa này có những số điểm khác nhau: 300, 500, 2000, 3000, một ô may mắn 16000 và một ô bất ngờ, ô cửa 3 số 0. Bạn đang có 1000 điểm. Bạn hãy dùng số điểm 1000 này để lần lượt đặt vào các ô cửa. Và nếu mở cửa ra, điểm bên trong ô cửa cao hơn điểm của bạn đang có thì điểm của bạn sẽ bị chia đôi. Nhưng nếu mở cửa ra mà điểm bên trong ô cửa thấp hơn hoặc bằng điểm của bạn có lúc đó thì điểm của bạn sẽ được nhân đôi. Bạn làm sao để nhân được số điểm của mình lên tới 5000? Và khi có được 5000 điểm rồi, bạn đặt vào ô cửa may mắn, mở cửa ra, giải thưởng lớn sẽ thuộc về bạn. Nhưng bên cạnh đó còn ô cửa 3 số 0. Nếu bạn đặt vào ô cửa này, mở cửa ra, cuộc chơi ngưng lại ngay lập tức và điểm của bạn chia đôi. Chính vì vậy bạn hãy cẩn thận để lựa chọn các ô cửa. Và bạn có quyền xin ngưng cuộc chơi bất kỳ lúc nào thì bảo toàn số điểm của mình. Bạn đã hiểu luật chơi rồi đúng không? Bây giờ thì có lẽ là bạn đang rất hồi hộp đúng không? Chúng ta hãy cùng nhau trở về gần với khán giả hơn để bạn sẽ có thêm sự tự tin và khán giả sẽ giúp bạn để lựa chọn những ô cửa nhé. Xin mời. Bạn Tư thân mến, lúc này bạn đang ở rất gần khán giả và bạn sẽ được khán giả tiếp sức cho bạn rất nhiều. Bây giờ ô cửa đầu tiên bạn muốn tự quyết định hay là nhờ khán giả tư vấn? Ô đầu tiên em sẽ tự quyết định ạ. Ô đầu tiên bạn sẽ tự quyết định. Dạ. Vậy thì bạn muốn mở ô nào đầu tiên? Dạ ô số 3. Tại sao lại bạn muốn mở ô số 3? Dạ theo cái linh cảm là theo linh cảm. Dạ. Hy vọng rằng linh cảm của bạn sẽ giúp cho bạn tăng số điểm của mình nhé. Dạ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá ô cửa số 3. Mật ong vị honey là sản phẩm uy tín tại Việt Nam, đảm bảo 100% nguyên chất. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Sử dụng mật ong vị honey thường xuyên sẽ giúp da bạn hồng hào tươi trẻ, phục hồi sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Và chúng ta hãy xem số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu đây. Theo linh cảm của bạn Tư, số điểm này nhỏ đúng không? Vậy thì số điểm là 16.000 điểm. Như vậy là điểm của bạn bị chia đôi và chỉ còn 500 thôi. Nhưng trong các ô cửa còn lại vẫn còn 2 ô nhỏ hơn hoặc bằng điểm của bạn, là ô cửa 300 và ô cửa 500. Bạn hãy tiếp tục tìm những ô cửa này đi để tăng số điểm của mình. Lần này thì bạn tiếp tục tự quyết định hay là nhờ khán giả tư vấn nào? Nhờ khán giả. Theo khán giả là số mấy ạ? Số mấy các bạn? Rất nhiều người nói số 1 và số 2. Số mấy nào? Nhiều người cho rằng là nên mở số 1. Bạn thì sao? Dạ lúc nãy là mở giảm bên đây ạ. Theo khán giả bên này, lựa ô cửa số 4. Và nếu mà mở ra lớn hơn số điểm 500 của bạn là điểm của bạn nhỏ lắm đấy, chỉ còn 250 thôi đấy. Có thay đổi quyết định không? Dạ không ạ. Không thay đổi quyết định. Dạ. Vậy thì hãy mở cho tôi cửa số 4. Tủ mát Alaska, kiểu dáng hiện đại, lốc máy chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, hàng nhập khẩu nguyên kiện, do siêu thị điện máy Hòa Bình phân phối. Và số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu nào? À, chúng ta cùng xem. Có 2 số 0 rồi. Và con số cuối cùng là bao nhiêu đây? 500, xin chúc mừng bạn. Như vậy là điểm của bạn được tăng lên thành 1000. Và bạn có muốn giữ số điểm 1000 này không hay muốn tăng lên thành 2000? Dạ, em chơi tới cùng ạ. Chơi tới cùng tức là dạ, muốn tăng lên. Nhưng mà nếu tìm ra không ra ô cửa 300 á, điểm của bạn lại chỉ còn có 500 thôi đấy.
Dạ không sao ạ. À. Không sao đúng dạ, không? Vui là chính ạ. À. Vậy thì bạn tìm ô cửa nào là ô cửa 300 đây? Số mấy? Số mấy ạ? À? Dạ khán giả là số 1 đông quá là chắc em chọn số 1 ạ. À. Dạ số 1 ạ. À. Bạn quyết định cửa số 1 ư? Nhưng mà lúc nãy bạn bảo là cửa số 3 lẻ, bạn không được may mắn lắm. Vậy thì có nên mở cửa số 1 không nhỉ? Cửa số 1 cũng là số lẻ đấy. Dạ không sao ạ, bây giờ có chia đôi nữa cũng không sao. Cũng không sao đúng dạ, không? Dạ. Tinh thần rất là tốt. Vậy thì chúng ta cùng mở cửa số 1. Đệ nhất Mì Gia, sản phẩm cao cấp được chiết xuất từ thịt tươi nguyên chất, nhiều rau tươi, đa dạng mùi vị. Mì Đệ Nhất sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, đậm đà hương vị Việt Nam. Sản phẩm của công ty Asicook Việt Nam. Và số điểm nằm trong ô cửa này là bao nhiêu đây? Số điểm trong ô cửa này là 2.000 điểm. Thật là đáng tiếc. Và bây giờ số điểm này của bạn chỉ còn 500 thôi, nhưng mà vẫn còn cao hơn ô cửa 300. Vậy thì bạn có muốn tiếp tục không hay là giữ 500? Dạ, tiếp tục ạ. Thôi hay là giữ 500 đi. Dạ không ạ, tiếp tục ạ. Tiếp tục. Vậy thì cửa số mấy? Có vẻ là cái số lẻ không hên với bạn lắm. Vậy thì bạn có muốn theo yêu cầu khán giả là số 2 không? Bởi vì lúc ấy số 4 là hên rồi. Dạ, số 2 ạ. Dạ, theo khán giả. Khán giả có vẻ rất đồng tình, nhưng mà nhớ mở ra số 2, 3, số 0 thì sao? Có ai bồi thường cho bạn đi không? Sao đồng tình mạnh thế? Và bây giờ mở cửa số 2 nhá. Mở giùm tôi cửa số 2. Kem Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Và số điểm nằm trong ô cửa số 2 này là... Bạn thân mến, đúng, có hai con số 0 rồi. Khán giả ở đây thì cho rằng là 300, nhưng biết đâu thêm một con số 0 nữa thì sao? Cho chúng tôi biết con số cuối cùng, 300. Xin chúc mừng. Như vậy là điểm của bạn đã được tăng lên là 1.000. Nhưng mà điểm 1.000 thì nhỏ hơn những ô cửa còn lại rồi. Vậy thì chúng ta phải nói gì nhỉ? Yeah, dừng lại ạ. Vâng, tất nhiên phải ngừng cuộc chơi ở đây thôi để bảo toàn số điểm 1.000 của bạn mà. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá những ô cửa còn lại nhé. Đó là ô cửa số 5 và ô cửa số 6. Bây giờ hãy mở cho tôi ô cửa số 5. Quầy Tiếp Tân, sản phẩm được làm bằng nhôm cao cấp sơn tĩnh điện, kết hợp với gỗ công nghiệp màu sáng, tạo sự hài hòa, trẻ trung cho sản phẩm. Đây là mẫu thiết kế theo xu hướng nội thất năm 2008, thích hợp với những công ty hiện đại, sản phẩm do siêu thị nội thất Phú Sinh phân phối. Và số điểm nằm trong ô cửa này là 3 số 0. Đây là ô cửa mà chúng ta không nên chọn lựa đúng không? Chúng ta hãy cùng nhau mở ô cửa số 6. Nệm lò xo Vạn Thành, nguyên liệu thép, khung lò xo bằng hợp kim, nhập từ Anh Quốc. Độ đàn hồi cao, áo bọc nệm được thiết kế sắc sảo sang trọng. Cảm giác thoải mái êm ái khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành từ 5 đến 7 năm. Như vậy đây là ô cửa 3.000 điểm. Và bây giờ thì chúng ta đã cùng nhau khám phá hết 6 ô cửa rồi. Xin mời bạn cùng bước về sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Khán giả thân mến, sau khi đã khám phá hết các ô cửa của chương trình Siêu Thị May Mắn thì bạn Tư đã nhận được giải thưởng là 1.000 điểm. Xin được chúc mừng bạn. Và ngoài ra thì bạn Tư cũng như tất cả chúng ta đã có thật nhiều niềm vui khi cùng đến với Siêu Thị May Mắn của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm ủng hộ cho chương trình. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới công ty Nệm Vạn Thành đã tài trợ cho chương trình. Và cũng không quên một lời cảm ơn gửi tới sự hỗ trợ rất hiệu quả của công ty máy tính tiền Lý Phú Vinh và nhãn hiệu thời trang Zozo. Và chúng tôi cũng mong rằng các nhãn hiệu Việt Nam sẽ cùng tham gia với chương trình Siêu Thị May Mắn, tham gia chương trình góp phần tôn vinh hàng Việt. Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 823-5963, công ty Cát Tiên Sa, 5B Nguyễn Đình Chiểu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.